Xin mến chào quý vị và các bạn thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 72 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bấy giờ, Tôn Ngộ Không trên mặt chứa đầy vẻ tức giận, xen lẫn bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Nợ cũ trước kia ta có thể không tính với các ngươi, nhưng lúc này đây, nếu uy thần trên người thiếu một cộng lông, ta hướng lên thiên xin thề, cùng các ngươi không chết không thôi." Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn Tần Vũ, trong lòng thầm nghĩ: Tần bá phụ ở kiếp trước chính là thiên của Tần Bông Không Gian, xem ra tu vi ở kiếp này so với kiếp trước tuy rằng cũng không kém cỏi, nhưng dù sao trưởng cống giả cũng không thể từ trong lời nói liền quyết định tính mệnh cùng vận mệnh của con người. Trong đầu, thanh âm của Tần Vũ bỗng nhiên truyền đến, làm cho Tôn Ngộ Không trong lòng đang so sánh kiếp trước với kiếp này của Tần Vũ giật mình kinh hãi. Ngộ Không dùng lời nói lôi kéo sự chú ý của bọn chúng: "Sương Nhi đã đi cứu nữ tử kia rồi." Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ, thu lại ánh mắt đang láo liên nhìn thẳng vào Hồng Quân đứng bên cạnh Tần Vũ, lập tức hiểu ra Hồng Quân vậy mà lại diễn kịch một màn minh tu sạn đạo ám độ trần thương, kế dưng đông kích tây, dùng linh khí mô phỏng thành thân thể chính mình. Còn Hồng Quân thực sự đã lặng lẽ ẩn giấu tung tích đi tới trên tầng thành. Nghĩ đến Hồng Quân lập tức có thể cứu uy thần trở về, Tôn Ngộ Không trong lòng liền nhẹ hẳn đi. Nguyên thần vốn đã dung hợp lại, dung hợp lần nữa, ngay tức thì cảnh giới tăng lên một bậc. "Điều kiện này quá mức hà khắc, các ngươi bàn bạc lại một chút đi." Giọng nói của Tôn Ngộ Không rõ ràng đã xuống nước, nhưng không hề đem nỗi vui mừng trong lòng bộc lộ ra ngoài, vẫn như trước lộ ra vẻ phẫn nộ. Lăng Thanh Vân vốn cũng không có ý định thu phục Tôn Ngộ Không, đem chiêu bài Bạch Y Thần ra, đồng thời đưa ra điều kiện, chẳng qua là để kéo dài thời gian. Hắn không ngờ đến cấm chế trên mình tự tay bố trí, vậy mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng ngăn chặn được, càng không nói đến đứng phía sau hắn còn có mấy cao thủ tu vi cao thâm khôn lường. Lúc này hắn thầm nghĩ, dùng lời nói, dùng Bạch Y Thần ngăn chặn một người Tôn Ngộ Không ở ngoài thành, kéo dài thời gian, chờ đến khi sư phụ Tất Hải đến nơi, sau đó hãy tính. Nếu không một khi để cho bọn họ tiến vào được trong Tu La Thành, vậy há chẳng phải chính mình trở thành ba ba trong vại, đâu còn lối thoát. Nghe giọng Tôn Ngộ Không đã xuống nước, Lăng Thanh Vân và Tượng Phổ nhìn nhau cười, trong lòng thầm nghĩ: Tôn Thiên vậy mà lại coi trọng nữ tử này như vậy, thật khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Làm bộ như đang suy nghĩ, Lăng Thanh Vân cúi đầu, cả nửa ngày mới ngẩng đầu lên, thản nhiên hướng Tôn Ngộ Không nói: "Không quy hàng ta cũng được, nhưng là nếu ta đem nữ tử này giao vào tay ngươi, ai biết được sau này ngươi có đến tìm ta tính sổ nữa hay không, càng huống chi..." Hắn trầm mặc một chút, đột nhiên nhìn Bạch Y Thần thầm cười nhạo: "Một đại mỹ nhân thế này ta nhìn thấy còn thương, há có đạo lý nào giao không cho ngươi, đổi lấy một thân tu vi của ngươi không tính là quá đáng chứ?" Vừa mới dứt lời, Lăng Thanh Vân đắc ý nhìn phía Tôn Ngộ Không, vốn nghĩ đến sắc mặt hắn sẽ càng thêm khó xem một chút, lại không ngờ tới đột nhiên nhận thấy trên mặt Tôn Ngộ Không cũng lộ ra một nụ cười châm biếm giống như mình. Không chỉ riêng hắn mà ngay cả tên nam tử tóc vàng anh tuấn kia đứng bên cạnh cũng giống như hắn, chỉ có một đôi cánh, trên mặt cũng lộ ra thần sắc cười nhạo. Tâm niệm xoay chuyển, đột nhiên nghĩ thấy một chuyện không đúng, phía sau Tôn Thiên, tên nam tử thanh niên chết chết phụ thân kia, thần sắc làm sao ngây ngốc đến như vậy. Phía sau tóc gáy dựng ngược lên, một cảm giác nguy hiểm không hiểu từ đâu xuất hiện trong đầu. Lăng Thanh Vân hét lớn một tiếng, bàn tay đặt trên đan điền của Bạch Y Thần đột nhiên phát ra kình khí, muốn nhân cơ hội phế bỏ tu vi của Bạch Y Thần. Thượng Phổ cũng đã nhận ra điều không ổn, cũng hét lớn một tiếng, bàn tay cũng lập tức đánh úp về phía Thiên Linh đại huyệt của Bạch Y Thần. Hai người đồng thời ra tay, tức thì Bạch Y Thần lâm vào trạng thái nguy hiểm. Một điểm ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại trước người Bạch Y Thần, phảng phất giống như tiếng nổ mạnh đột nhiên mở rộng ra, trong khoảnh khắc đã bao phủ lên toàn thân Bạch Y Thần, đồng thời thân ảnh Hồng Quân vô thanh vô tức xuất hiện. Hai đạo kình khí phân biệt đánh úp về phía Lăng Thanh Vân và Thượng Phổ, mà thân ảnh thì đột nhiên lao vào nắm lấy Bạch Y Thần, tức thì bay xuống tầng thành. Bên ngoài tường thành, Huống Thiên Minh cùng Tôn Ngộ Không cùng lúc nhích động, hai đạo thân ảnh trong phút chốc đã xuất hiện sát bên tường thành. Cấm chế kia vốn được Lăng Thanh Vân tự xưng là cường đại tột cùng, với thân ảnh hai người xuyên qua giống như là tờ giấy dán hồ, lập tức trong chớp mắt liền hóa thành khói bụi tung bay, biến thành không khí. Thì ra là vừa rồi Tôn Ngộ Không rốt cục chưa dùng hết toàn lực. Phanh phanh,
hai tiếng kinh khí va chạm truyền khắp từng thành. Những binh sĩ Tu La tộc hộ thành đó đến giờ phút này mới có phản ứng lại, đều rối rít thét gào phóng vọt tới. Thế nhưng tất cả đã chậm, chỉ thấy thân hình Thượng Phổ thổ huyết bắn ngược đi, xa xa rơi xuống chỗ nào đó trong thành. Còn Lăng Thanh Vân thì khá hơn chút đỉnh, tu vi hắn tương đối cao thâm, cũng không có học máu, nhưng sắc mặt tức thì chuyển thành trắng bệch một màu. Hai chân dán chặt xuống đất, bị một quyền của Hồng Quân, thân thể bị đẩy lùi lại. Trên mặt đường đá xanh cứng rắn bị hắn vạch ra hai đường rãnh vừa sâu vừa dài. Giết bọn chúng cho ta! Thân hình vừa mới đứng vững lại, Lăng Thanh Vân đã xanh mặt hét lớn lên, trong ngực đột nhiên cảm thấy khó chịu, chợt há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thảm hại đến cùng cực, rút vũ khí ra định hướng Hồng Quân công tới. Nghe lời phân phó của hắn, bốn gã tướng lãnh bốn cánh cùng với gần trăm tên binh sĩ Tu La tộc điên cuồng phóng tới chỗ Hồng Quân đánh tới, nhất thời bóng người chập trùng, sát khí bức người. Mà lúc này Tôn Ngộ Không đã ôm Bạch Y Thần vào trong lòng, cảm nhận được cơ thể thân thể mềm mại ấm áp và ánh mắt cháy bỏng nhìn như muốn đốt cháy gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng hắn tưởng như một lò lửa nóng rực, rất là cao hứng. Huống Thiên Minh tại không trung xoay mình một cái đã rơi xuống bên người Lăng Thanh Vân, mái tóc vàng tung bay, một quyền mãnh liệt nhằm vào đánh vào đan điền của hắn. Lăng Thanh Vân điên cuồng hét lên một tiếng, gắng gượng kiềm chế nỗi hoảng sợ và căm phẫn trong lòng, vận dụng hết lực lượng toàn thân, đem lực lượng ấy dồn vào trường đao trong tay, giống như liều mạng hứng vào quyền đầu của Huống Thiên Minh chém tới. Oanh một tiếng, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền vào trong tai mọi người. Thân thể cao lớn của Huống Thiên Minh đứng sừng sững trên từng thành, phảng phất như không có ra tay đánh người, khoanh tay mỉm cười nhìn Hồng Quân. Chỉ thấy Lăng Thanh Vân kia phảng phất giống như một tảng đá bị người ném đi, mạnh mẽ đập vào từng thành, một cái lỗ hình người xuất hiện tại dưới chân Huống Thiên Minh. Bốn gã tướng lĩnh bốn cánh Tu La tộc kia kinh hoàng thét lên, vũ khí trong tay lại giống như liều mạng hướng vào Hồng Quân ào ào lao tới, làm như chỉ có giết chết Hồng Quân mới có thể làm cho thành chủ hả giận. Cũng không có một người nào dám đến bên Huống Thiên Minh ra tay, bởi vì Huống Thiên Minh trên đó tản phát ra uy áp khiến cho tất cả mọi Tu La nhân đều cảm nhận được nỗi kinh hoàng. Hồng Quân không muốn sát sinh, hoặc là nói những người này còn không đủ tư cách để hắn ra tay giết chết. Nhìn thấy bốn gã tướng lĩnh bốn cánh Tu La tộc kia điên cuồng công kích về phía mình, không khỏi ảm đạm cười. Thân ảnh đột nhiên biến mất khỏi tường thành, xuất hiện lại đứng bên cạnh Tôn Ngộ Không. Mà Huống Thiên Minh cũng không có động tác gì, đứng ở ven tường thành khoanh tay mà đứng. Từng cơn gió nhẹ từ một bên thổi qua, thổi mái tóc vàng của hắn bay tán loạn. Trên gương mặt cực kỳ anh tuấn, không biểu hiện gì, trên người tản ra khí tức nghiêm lạnh khiến cho người ta không dám đến gần. Một đạo thân ảnh cơ hồ không còn hình người từ bên trong vách tường phóng vọt ra, đồng thời một đạo thân ảnh thảm hại thê lương khác cũng từ trong thành bay tới. Không cần phải nói, tất nhiên là Lăng Thanh Vân và Thượng Phổ hai người. Chỉ thấy Lăng Thanh Vân quanh thân quần áo rách rưới, sắc mặt tái xanh, khóe miệng đọng lại một dòng máu, trước ngực một cái dấu nắm đấm thật lớn làm cho người ta nhìn đến không khỏi lông tóc dựng ngược. Hắn gắt gao dương mắt nhìn bóng dáng Huống Thiên Minh, trong chớp mắt hiện lên một thần sắc căm phẫn đến tột cùng, lạnh giọng nói: "Tiện nhân kia đã được các ngươi cứu đi, ngươi lại còn muốn như thế nào?" Thượng Phổ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, Hồng Quân vẻn vẹn chỉ đưa ra một nửa khí lực đã đánh cho hắn bay lùi ra. Nguyên hạch trong đan điền rung chuyển một hồi, xem ra không có tiềm tu một thời gian thì không thể khôi phục tu vi lại được. Trong lòng buồn phiền hối hận, chính mình thật sự không nên đi vào trong thành này nghỉ ngơi. Hôm nay thật xui xẻo, không ăn được chút cơm cháo gì lại rước lấy một thân khổ nhục, còn liên lụy đến bản thân mình bị thương nặng. Lúc này nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Lăng Thanh Vân, trong lòng hắn cũng không khỏi ưu sầu hẳn lên. Tu vi của những người này quả thực là quá biến thái, đạt tới cảnh giới khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Hắn từ trước đến nay chưa có nhìn thấy qua tu vi như thế, càng không có gặp qua trường hợp nhiều người có đủ loại tu vi làm cho người ta sợ hãi cùng tụ tập lại như thế này. Huống Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nghe được câu nói oán hận của Lăng Thanh Vân, hờ hững nói: "Thắng làm vua, thua làm giặc, trong thiên hạ này ai cũng như thế. Các ngươi nhiều lần sử dụng thủ đoạn hạ lưu, ý đồ bức bách huynh đệ ta tự phế bỏ tu vi, chúng ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay các ngươi bị đánh bại, tất nhiên cũng phải tùy vào tâm tình của chúng ta xử trí rồi. Một khi ngươi đã có ý đồ phế bỏ tu vi của huynh đệ ta, như vậy hôm nay chúng ta đã thắng cũng liền lấy răng trả răng, phế đi tu vi của các ngươi chứ." Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh hắn đã xuất hiện tại bên cạnh Lăng Thanh Vân.
đánh một quyền vô thanh vô thức vào phía đan điền của Lăng Thanh Vân. Kim quang lóe ra, mắt thấy Lăng Thanh Vân ứng phó không kịp, lại có lẽ cho rằng Lăng Thanh Vân đã không còn sức đánh trả, sắp bị hắn phế bỏ tu vi, trở thành một phế nhân. Một tiếng quát lạnh từ xa xa truyền đến, kèm theo thanh âm phẫn nộ, cùng đến chính là một đạo thân ảnh tốc độ như sao xẹt. Dừng tay, ngươi dám phế bỏ tu vi đồ nhi của ta, ta lập tức đem mấy người các ngươi toàn bộ giết chết. Lăng Thanh Vân mừng rỡ, bốn gã tướng lĩnh bốn cánh tu la tộc mừng rỡ, chỉ thấy tám đạo thân ảnh phút chốc xuất hiện tại nơi tường thành. Tám đạo khí thế kinh khủng tột cực đem theo thân mình bọn họ phóng xuất tới. Trên tường thành, tất cả mọi binh sĩ tu la tộc ngay tức thì chân đứng không vững, đều nằm rạp xuống. Sư phụ! Lăng Thanh Vân giờ phút này thực uất ức, vạn phần ủy khuất, từ khi bắt đầu đến bây giờ luôn bị khí thế của Tôn Ngộ Không áp bức, hao hết tâm cơ, kết cục cũng dẫn đến bị trọng thương và thiếu chút nữa bị người ta phế bỏ mất tu vi, khiến cho từ trước đến nay chưa từng nếm qua cảm giác đau khổ. Sâu tận đáy lòng hắn ngốn đầy nỗi thất bại chua cay. Giờ này sư phụ Tát Hải đến đây, hắn liền phảng phất như nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đôi vành mắt vậy mà lại đỏ lên. Một bên Thượng Phổ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng hốt kinh sợ. Lăng Thanh Vân xưng hô với tên nam tử cao lớn kia là sư phụ, như vậy chẳng phải là nói trung niên nam tử nhìn có vẻ bình thường này có được tu vi cao vời, có khả năng làm cho tu vi của Lăng Thanh Vân từ bốn đôi cánh kiên cường tăng vọt lên tới cảnh giới sáu đôi cánh. Cho dù là nữ vương bệ hạ, chỉ sợ cho dù có muốn cũng không làm được. Được rồi, đừng làm cái điệu bộ nữ nhân đó nữa, thua thì đã thua rồi, sau này cố gắng tu luyện là được. Nhìn thấy trong mắt Lăng Thanh Vân lộ ra thần sắc yêu thích ngưỡng mộ, trong lòng Tất Hải có hơi ấm áp, thầm nghĩ: tên đồ nhi hờ này coi như cũng có chút thiếu thuận, tối thiểu biết thua thì tìm kiếm sư phụ, so với tên tử quỷ phụ thân của hắn kia tốt hơn rất nhiều, là người chỉ biết một mực liều lĩnh chiến đấu, chết cũng đáng đời. Ánh mắt âm mưu lạnh lùng quan sát Huống Thiên Minh tóc vàng tung bay. Tất Hải khóe miệng lộ ra nụ cười sáng rỡ, quay đầu nhìn nam tử phía sau nói: Hàn Sinh, Hắc Thiên, cường giả trẻ tuổi này đem thiên đạo chi nhận đó dung hợp vào nguyên thần, quả nhiên có khí tức của Thiên Mông, xem ra lão giả đó đã chết rồi. Huống Thiên Minh chỉ cảm thấy quyền đầu kích vào trên người Lăng Thanh Vân giống như đánh trúng một khối bông gòn, vừa mềm vừa xốp, làm cho kinh khí của hắn không cách nào phát ra được, hết sức kinh hoàng, vội vàng thu hồi quyền đầu, chăm chú nhìn đánh giá trung niên nam tử hiện ra trước mắt mình. Nghe được lời của hắn, Huống Thiên Minh không khỏi giật mình kinh ngạc, lông mày khẽ nhếch lên, hừ lạnh một tiếng gắt gao, nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói: phụ thân không có chết, ông mãi mãi sống trong lòng ta. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Tất Hải đầy hứng thú quan sát Huống Thiên Minh một hồi lâu, đột nhiên phá lên cười, cũng giống như Đế Thích Thiên ngày đó, lớn tiếng nói: Thiên Mông à Thiên Mông, ngươi quả nhiên không có tầm thường, vậy mà lại dùng khuôn mặt của thiên nhân cùng thân thể của tu la tộc kết hợp cùng nhau là một, quả là gan lớn đến tột cùng mà. Nghe đây, người trẻ tuổi, mặc dù ngươi dung hợp được hai khối thiên đạo chi nhận, thế nhưng nhiều nhất cũng chẳng qua là tu vi tám cánh trung giai. Nếu như ngươi có thể đem thiên đạo chi nhận giao ra đây, lão tử bảo đảm ngươi sẽ trở thành một tân đế quân của tu la giới, thế nào? Tất Hải cười to một hồi lâu, thanh âm bỗng nhiên xoáy tròn lạnh lẽo, cứ phảng phất như từ nơi sâu thẳm trong lòng đất âm vang lên, khiến trong lòng người ta không tự chủ được liền tràn ngập hàn khí phát dùng mình. Huống Thiên Minh biến sắc mặt, trầm mặc một chút nhìn Tất Hải, toàn thân đột nhiên bùng phát ra chiến ý mãnh liệt. Ta Huống Thiên Minh, từ khi phụ thân đem theo ta tiến vào nhân thế, từ đó đến nay chưa bao giờ biết cúi thấp đầu. Muốn ta chết thì dễ, nhưng muốn ta cúi đầu vậy là ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày rồi. Bóp bóp bóp, tiếng vỗ tay từ sau lưng Tất Hải truyền đến, thanh âm châm biếm của Hàn Sinh đột nhiên vang lên. Biết rõ không thể làm mà vẫn cứ làm, Thiên Mông sao lại tạo ra một phế vật lỗ mãng như thế, vậy mà còn cưng chiều hắn như vậy. Ta ước năm trước đã dự trù sẵn điều tốt cho hắn. Thiên Mông à, ước vọng của ngươi chỉ e rằng phải hỏng mất thôi. Không được phép vô nhục cha ta. Huống Thiên Minh mãnh liệt gầm lên một tiếng, cắt đứt lời nói của Hàn Sinh, hai mắt tinh quang lấp lánh chiếu vào chín đôi cánh sau lưng Hàn Sinh, ngang nhiên không sợ sệt quát: ngươi là cái thứ quái vật gì? Cha của ta há để cho bọn giấu đầu lòi đuôi các ngươi có thể nói đến sao? Tới thì tới đây, để chúng ta đại chiến một trận, cho ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của Huống Thiên Minh ta.
Trên tầng thành, Húng Thiên Minh giận dữ gào thét với Tất Hải và Hàn Sinh. Dưới chân tường, Hồng Quân và Tần Vũ liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự buồn phiền lo lắng trong lòng người kia, mà ngay cả Tôn Ngộ Không đang ôm thân thể thơm tho mềm mại của Bạch Y Thần, trong mắt cũng lộ ra vẻ sầu lo. Tám người này tu vi quá mạnh mẽ. Phụ thân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong mắt Hồng Quân bình thản, không lộ vẻ gì, mặc dù có hơi lo lắng tình cảnh của Húng Thiên Minh, nhưng cũng sẽ không lùi bước. Dù sao hắn tuy là không có siêu việt như Tần Vũ ở kiếp trước, trải qua vô vàn gian khổ cùng kiến thức, nhưng hắn nói như thế nào cũng là nhi tử của Tần Vũ. Kiếp trước ở trong Tần Bông không gian, cao thủ Tần Vương tụ tập nhiều như mây trời. Càng huống chi, sự cường đại của Hồng Mông, Lâm Mông cùng với Cổ Bàn, Hồng Quân đều đã tận mắt nhìn thấy. Những người này cho dù mạnh mẽ tới đâu đi nữa, có lẽ cũng chỉ có 2-3 người có thể gắng gượng so với Hồng Mông cùng Lâm Mông. Có Tần Vũ ở tại đây, Hồng Quân tất nhiên sẽ không lo lắng quá mức. Tần Vũ lạnh nhạt cười một tiếng, đích xác, những người này cũng không thể làm cho ông sinh ra mảy may ý sợ hãi hay lo lắng. Mà ngay cả Đế Thích Thiên có được Thiên Đạo chi nhận, ông cũng không sợ. Ông còn có thể sợ người nào nữa đây? Ở trong không gian này, Tần Vũ sớm đã biết không phải chỉ có mèo lớn, mèo nhỏ vài ba con đơn giản như vậy. Phải biết rằng phát triển của một không gian cùng với những cường giả, điều đó đúng là không thể tách rời ra được. Mà thiên giới và tu la giới chính là địa phương cao nhất, cường đại nhất trong lục giới. Làm sao chỉ có toàn bọn yếu nhược? Ngay cả Tần Vũ cũng nhìn không ra điểm then chốt đấy, và tung tích của một tên cường giả cũng không thấy đâu. Hôm nay cuối cùng đã xuất hiện cường giả của tu la giới. Nhìn người dẫn đầu kia, chín đôi cánh, khí thức toàn thân tản phát ra, đã nói lên rằng người này so với Đế Thích Thiên tuyệt đối sẽ không yếu kém hơn. Cho dù Đế Thích Thiên tự mình ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào chiếm được ưu thế. Tần Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hơi hưng phấn. Từ khi luân hồi chuyển thế tới nơi này, hắn sớm đã gặp gỡ liên tục không ngừng bọn người yếu kém mà lại cuồng vọng, tác oai tác quái, tự cao tự đại, gây ra kích động tê người không chịu nổi. Những người đó cũng không cường đại nhưng lại kiêu ngạo vô cùng, làm cho chiến ý của Tần Vũ hoàn toàn không thể cao hứng mảy may nào. Hôm nay cơ hội này đã tới, hai gã siêu cấp cao thủ cường giả chín đôi cánh. Mặc dù tên tu la nhân chín cánh phía sau kia so với trung niên nam tử đang nhìn chằm chằm Húng Thiên Minh còn yếu hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là cường giả chín cánh, dù có yếu hơn cũng chỉ là đứng trước cao thủ lợi hại hơn mà thôi. Đối với đám người Tần Vũ lại thuộc vào loại người khiến cho người ta coi trọng. Trầm ngâm suy nghĩ, thanh âm của Tần Vũ trực tiếp xuất hiện ở trong đầu Hồng Quân. Nếu như bọn họ không động thủ, chúng ta liền tiến vào Sa Thành lục soát một phen, thử xem có tìm được đám người Liên Gia Gia hay không. Nếu như bọn họ dám động thủ, vậy thì đánh. Một cỗ khí thế mãnh liệt từ trên người Tần Vũ tản phát ra. Nguyên lai ông vốn không làm cho người ta chú ý chút nào, lúc này đúng là giống như hạt minh châu giữa ánh hào quang rực rỡ, tản phát ra quang mang sáng chói, nhất thời làm cho ánh mắt của mọi người đều bị thân hình ông thu hút. Chiến không chiến, động thủ hay không động thủ, Hồng Quân cười khổ. Phụ thân nói giống như không nói. Chẳng lẽ không nghe được người nọ mới giờ còn uy hiếp Húng Thiên Minh, ép buộc hắn đem Thiên Đạo chi nhận trong nguyên thần giao nộp ra hay sao? Vậy chính là nói phụ thân muốn đánh nhau rồi, cũng không thể không chiến. Cảm nhận được chiến ý mãnh liệt trên người Tần Vũ, Hồng Quân cũng dần dần nhiệt huyết sôi trào lên. Đã rất lâu rồi không có cùng phụ thân hợp sức chiến đấu, đợi đến khi tìm được đại ca Tần Tư, cả nhà lại có thể tụ họp lên kế hoạch cùng nhau nổ lên. Tất Hải kinh ngạc nhìn chiến ý cường đại của Tần Vũ tản phát ra, trong mắt lóe lên một tia thận trọng. Tên nam tử anh tuấn này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, xem cứ giống như một người bình thường, không có mảy may tạo sự chú ý với mọi người. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã giống như ngọn núi cao nổi lên trên mảnh đất bằng phẳng, làm cho người ta có cảm giác cao lớn vĩ đại. Tên nam tử trẻ tuổi này rất không đơn giản chút nào. Tất Hải thoáng nhìn không có tin Tần Vũ là người trẻ tuổi. Cảm giác của hắn rất sắc bén, hoặc là nói từ lúc tự sáng tạo ra công pháp, sau khi tu luyện được không gian độc lập thuộc về mình, năm giác quan nhận thức của hắn liền nhạy cảm hẳn lên. Tần Vũ làm cho hắn cảm giác rất quỷ dị, vừa giống như là một lão nhân độ lượng vĩ đại trải qua tăng thương dâu bể, vừa giống như một nam tử thiên nhân tầm thường, khí chất trong sáng tràn đầy vẻ thông thái ôn hòa. Ngươi là? Tại hạ Tất Hải, không biết các vị là ai. Thiên giới từ khi nào xuất hiện thiếu niên trẻ tuổi tài năng tuấn tú như vậy? Cảnh giới chỉ có một đôi cánh
nhưng lại có lực lượng gần như 9 đôi cánh sao? Tất Hải thoáng suy tư, không để ý tới Huống Thiên Minh nữa, xoay người nhìn vào Tần Vũ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc khách sáo hỏi: "Ta là Tần Vũ, chỉ là vô danh tiểu tốt thôi, ngươi gọi là Tất Hải sao? Vì sao muốn chiếm đoạt thiên đạo chi nhận của vãn bối ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể tự do lựa chọn bảo vật có chủ lại có khả năng đoạt vào trong tay ngươi sao? Nếu như tao đoán không sai, ngươi hẳn là cường giả cùng một thời với Thiên Mông và Đế Tích Thiên, và cũng sớm đã hiểu rõ bí mật của thiên đạo chi nhận đó rồi chứ?" Sắc mặt Tần Vũ chất phát không dao động, bình tĩnh nói: "Chúng ta đi chuyến này chỉ là để tìm kiếm một vài người có quan hệ thân thiết mà thôi. Nếu như không phải tên đồ đệ kia của ngươi cứ nhất định muốn gây khó khăn cho chúng ta, thì đâu phải tạo thành cục diện hôm nay. Nếu việc đã đến nước này, chúng ta cũng đã đem thiếu nữ bị đồ đệ ngươi ức hiếp kia cứu quay trở về rồi, không bằng hôm nay cứ chấm dứt tại đây đi." Chấm dứt ư? Cách kết thúc thế nào? Chúng ta vứt bỏ thiên đạo chi nhận, thả mặc cho các ngươi vào thành sao? Tát Hải lạnh lùng trợn mắt nhìn Lăng Thanh Vân, quay lại nhìn vào Tần Vũ hờ hững nói: "Như vậy uy danh của Tát Hải ta ngàn vạn năm há chẳng phải là uổng công bị người ta đem ra làm trò cười sao? Đồ đệ của ta bị ngươi khi dễ tại cửa nhà mình, ta đây thân là sư phụ lại cùng ngươi thỏa hiệp sao?" Tần Vũ không có nói gì, cười hăng hắc, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Muốn đánh thì đánh, đã trải qua chiến đấu quá nhiều, ông sớm đã ngứa ngáy rồi. Thế nhưng trong lòng Tần Vũ cũng đã cảnh giác cao độ, mặc dù đã trải qua rất nhiều trận đại chiến, e rằng đến ngay cả Tất Hải cũng không cách nào cùng so sánh với ông. Nhưng tính cẩn thận cảnh giác bền bỉ muôn đời vẫn như trước quần canh trong đầu. Rất nhiều người trong chiến đấu bởi vì lơ là khinh thường địch thủ mà chết đi, đây đều là những bài học xương máu. Với cá tính của Tần Vũ tất nhiên sẽ không có quá nhiều sơ sót. "Một lần cuối cùng giao ra thiên đạo chi nhận, ta đảm bảo ngươi trở thành một tân quân vương của Tu La Giới, cũng đang cam đoan làm cho Đế Thích Thiên không cách nào tạo thành uy hiếp đối với ngươi." Tất Hải nhìn Huống Thiên Minh lạnh lùng nói: "Nếu không hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, cũng đừng trách ta xuống tay không lưu tình." "Nằm mơ đi, muốn uy hiếp ta ư? Tới đây cướp đoạt là được, giết được ta, hết thảy đều là của ngươi." Huống Thiên Minh mặt không chút thay đổi, lạnh lùng đáp: "Sư phụ, chính là bọn hắn giết cha của con, con thấy tận mắt hắn ở trước mặt Trạc Nghiên bệ hạ đã giết chết phụ thân con." Lăng Thanh Vân nói ra chuyện cũ đúng lúc khiến cho Tất Hải trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đó là một cái cớ rất hay, Tất Hải cũng không muốn bị người ta chỉ trích gièm pha chính mình vì tham của báu mà ra tay cướp đoạt. Bia miệng muôn đời khiến cho trong lòng hắn vốn có chút mâu thuẫn, nếu không cũng sẽ không nói nhiều lời thừa như thế, liên tục uy hiếp với Huống Thiên Minh. Giờ đây Lăng Thanh Vân cơ trí vô cùng, chính vào lúc này nói ra hung thủ thực sự giết chết Lăng Phá Thiên, khiến cho Tất Hải có lý do vững vàng, không ngại ngùng đột nhiên hét lớn một tiếng: "Tốt, thì ra là tên đồ đệ kia của ta đúng là bị ngươi giết chết, Huống Thiên Minh nạp mạng đi." Vừa nói xong, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện trước mặt Huống Thiên Minh, xen lẫn với khí thế vô cùng sắc bén hung hãn nhằm vào đầu của hắn bổ xuống. Quang mang sáng chói, lực lượng cực kỳ cường đại, làm cho không gian trước mặt Huống Thiên Minh bị xé rách. Chỉ thấy quanh thân Tất Hải tản phát ra uy áp vô cùng lạ thường, khiến cho người ta hoàn toàn không cách nào nổi lên được một tia chiến ý muốn cùng đối kháng lại. Đây là khí tức của cường giả chân chính, chỉ có đứng ở trước mặt hắn mới có thể thể nghiệm thực sự được cái loại khí thế cường hãn này, làm tiêu tan ý chí, hoặc là nói làm cho người ta kinh hoàng run sợ. Mà lúc này cái khí thế vô bờ vô bến ấy lại gắt gao khóa chặt Huống Thiên Minh tại chỗ, khiến hắn rốt cuộc không cách nào né tránh được. Trên mặt Huống Thiên Minh lộ ra một nụ cười châm biếm, thân ảnh ở trên hư không rất nhanh lay động, ngắn ngủi chỉ trong một hơi thở, thân thể hắn ít nhất đong đưa qua lại mấy trăm lần. Tựa hồ 810 đạo kiếp lôi luyện thân thể làm cho thân thể hắn cũng đặt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Trông giống như là Tần Vũ lúc trước dưới tác dụng của Lưu Tinh Lệ không ngừng tu luyện. Đối với loại lực lượng hỗn loạn trong không gian có thể tiêu diệt thân thể này, bọn họ đã có sức đề kháng siêu cường. Cho nên lúc này thần tốc chớp động, mặc dù không gian bị xé rách nhưng cũng không có gây ra dù chỉ là mảy may thương tổn nào cho thân thể của Huống Thiên Minh. Tất Hải ồ lên một tiếng, chín đôi cánh sau lưng đột nhiên mở ra, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng: "Tử Vân Vô Cực Đại Pháp!" Một khe hở thật lớn, rộng gần 3 thước, vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh Huống Thiên Minh. Trong nháy mắt, hắn còn chưa kịp ứng phó đã bị hút vào trong đó.
Hồng Quân lúc này cũng vừa mới chạy tới tường thành, vừa vặn chứng kiến tình cảnh Huống Thiên Minh bị hút vào trong không gian cổ quái kia. Ha 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 ha, Thiên Mông lão quỷ, cho dù ngươi có thể sáng tạo ra một nhân vật hoàn mỹ như vậy thì được gì nào, còn không phải mặc ý để ta khi dễ sao? Đợi khi ta lấy được thiên đạo chi nhận vào tay, thử xem tại tu la giới này còn có ai có thể đủ sức chống lại ta đây. Tất Hải lại ngửa đầu cười lớn, nét vui mừng hớn hở sớm đã bao trùm trên mặt mày. Không khó nhìn ra, tên cường giả chín cánh này hiện giờ rất vui vẻ, cao hứng tột cùng. Hồng Quân sắc mặt thoáng biến đổi, vốn khuôn mặt bình tĩnh lúc này sau khi nghe Tất Hải nhắc tới Thiên Mông, tức thì tim đập tăng nhanh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và khinh thường. Tên Tất Hải này tự hồ cũng chỉ có thể nói sau lưng người ta mà thôi. Tất Hải, thả Thiên Minh ra. Lặng lẽ quan sát Tất Hải một hồi lâu, Hồng Quân nhẹ giọng nói: Thiên Minh mới rồi, nếu như không phải lơ là khinh địch thì há có thể bị thủ đoạn đê hèn của ngươi bắt giữ được như vậy. Được làm vua thua làm giặc, Huống Thiên Minh chính đang ở trong không gian của ta, nếu như ngươi có biện pháp đánh bại ta, tự nhiên có thể cứu hắn ra rồi. Trái lại, hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại trong không gian của ta, trừ phi các ngươi có thể giao ra thiên đạo chi nhận, bằng không hết thảy không cần bàn đến chuyện này nữa. Hồng Quân đang định nói tiếp, bên cạnh đột nhiên chuyển đến một làn gió mát, chỉ thấy Tần Vũ đã đứng bên cạnh hắn. Nhìn bộ dáng Tất Hải với vẻ mặt đắc ý, Tần Vũ không nhịn được buộc miệng cười khì khì. Chỉ bất quá là một cái không gian bình thường thôi, không có bất cứ sinh khí nào. Tên Tất Hải này đúng là ngông cuồng tự đại như thế. Nếu như hắn có thể sáng tạo ra được không gian huyền hoàng khí và hồng mông linh khí, há chẳng phải là mừng rỡ điên cuồng rồi sao? Ánh mắt lộ ra vẻ cười châm biếm, trong lòng lại thầm nghĩ, Huống Thiên Minh mặc dù dung hợp thiên đạo chi nhận, sau đó tu vi tiến triển rất nhanh, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, không thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo chi nhận đến mức mang lại lực lượng to lớn cùng cảnh giới, cho nên mới có thể bị Tất Hải bắt giữ dễ dàng. Trong lòng nghĩ, Tần Vũ rất nhẹ vươn hữu quyền ra, cứ phảng phất như không có dùng một chút sức nào, không gian trước mặt ngay lập tức bị ông xé toang. Chín đạo thân ảnh nối tiếp nhau từ trong hư không rơi ra, kim quang chợt lóe, Huống Thiên Minh đã đứng bên cạnh Tần Vũ, mà một bên hắn lại là tám nàng nữ tử tu la tộc cực kỳ xinh đẹp. Không phải tám nàng thị nữ của Trạch Nghiên kia thì còn ai vào đây nữa? Tất Hải sắc mặt đại biến, trong mắt chợt lóe ra vẻ kinh hãi, trong lòng rất là kinh ngạc, người trẻ tuổi rất anh tuấn này làm thế nào phá vỡ được không gian của mình, cứu chín người giam giữ trong đó ra ngoài. Chỉ là hắn dù sao cũng là cường giả hiếm có của tu la giới, trong lòng tuy là bối rối không thôi, nhưng trên mặt cũng chỉ thoáng lộ vẻ xúc động một cái đã khôi phục lại bình tĩnh. Đám người Hàn Sinh ở phía sau ngược lại bị thủ đoạn của Tần Vũ dọa cho giật mình nhảy dựng lên, mọi ánh mắt đầy kinh sợ nhìn Tần Vũ. Đối với không gian kinh khủng của Tất Hải sáng tạo ra, Hàn Sinh cùng đám người Hắc Thiên nhận thức rất sâu sắc. Đây chính là tồn tại cường đại nhất trong tu la giới hiện nay. Tám nàng mỹ nữ tu la tộc thần sắc tiểu tụy, hiển nhiên tại trong không gian của Tất Hải không hề dễ chịu, giờ phút này thoáng chút ngơ ngác, lập tức quỳ gối chỉnh tề trước mặt Tần Vũ, trên mặt lộ ra lòng biết ơn chân thành. Tần Vũ khoát tay áo, giao dấu bảo mấy người đứng lên, sau đó chuyển ánh mắt lấp lánh nhìn vào Tất Hải. Gượng ép thu nạp thiên địa nguyên khí, cũng ngưng tụ thành công không gian độc lập. Ngươi so với tu la nhân và thiên nhân khác có lẽ ưu tú hơn nhiều. Nếu như không phải ngươi lúc đầu đã tu luyện sai phương hướng, sợ rằng lúc này sớm đã thành tựu cảnh giới trưởng khống giả, trở thành tồn tại trong thiên giới xếp sau thiên đạo. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tần Vũ thở dài, lắc lắc đầu, không để ý tới Tất Hải, sắc mặt biến đổi, thản nhiên nói tiếp. Tiếc rằng bản thể nguyên hạch trong đan điền của các ngươi bị hạn chế gắt gao khả năng liên hệ giữa ngươi cùng với các không gian khác, mà ngay cả điểm thông đạo nối tiếp của không gian đó các ngươi đều không thể vượt qua. Đây chính là hạn chế bẩm sinh của nguyên hạch đối với các ngươi. Tất Hải trầm mặc, trên mặt lóe ra thần sắc trầm tư suy nghĩ. Hàn Sinh một bên lại hết sức bất bình, đứng dậy chỉ vào mặt Tần Vũ quát to: Trẻ nhỏ vô tri, Tất Hải tiền bối chính là người đứng đầu chân chính tại tu la giới ta. Đối với sự hiểu biết của thiên đạo, sao một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như ngươi có thể hiểu được đây? Nguyên hạch chính là căn nguyên tổ mộc tặng cho chúng ta tu luyện, là cơ sở nền móng của tất cả tu la nhân, thậm chí là thiên nhân tu luyện, cùng với đột phá không gian lại có quan hệ gì đâu? Tần Vũ liếc mắt nhìn Hàn Sinh, khinh thường mỉm cười nói: Đúng vậy, bởi vì có nguyên hạch
Những người như các ngươi đây, khi mới sinh ra thì đã có thể có lực lượng cường đại. Chỉ cần tu luyện sơ sài, thậm chí không cần tốn công sức, cũng có thể tiến vào cảnh giới hai đôi cánh. Thế nhưng cũng chính bởi vì thế, nguyên hạch tại trong đan điền các ngươi làm cho tất cả mọi con đường liên lạc cùng với ngoại giới của các ngươi hoàn toàn bị ngăn chặn lại. Chỉ có thông qua nguyên hạch, các ngươi mới có thể hấp thu, chuyển đổi thiên địa nguyên khí, mới có thể sử dụng được lực lượng cường đại. Mà cũng chính vì như thế, mới vô hình chung tạo cho các ngươi thêm một tầng trói buộc không nhìn thấy, khiến cho các ngươi không cách nào đột phá được tình trạng hiện nay, không cách nào lĩnh ngộ được tầng ảo nghĩa cao sâu hơn. Thật đáng buồn, đáng tiếc thay. Tần Vũ nói hết sức rõ ràng, mọi người cũng nghe rất dễ hiểu. Nguyên hạch mang đến cho người của Tu La tộc cùng Thiên Nhân tộc lợi ích thật lớn. Nguyên nhân cũng chính vì bởi có nguyên hạch, tất cả bọn họ từ khi vừa sinh ra, việc tu luyện thì không tốn nhiều công sức làm chơi ăn thật. Nói cách khác, trong đan điền mỗi người bẩm sinh đã có sẵn một viên kim đan, giúp cho bọn họ không cần tốn sức chút nào, cũng dễ dàng hấp thu thiên địa nguyên khí vào trong thân thể. Người có tư chất tốt hơn một chút, càng tiến nhanh tiến vào cảnh giới năm đôi cánh, trở thành cường giả nhất lưu của các tộc. Chính cái gọi là thành sự tại Tiêu Hà, bại sự cũng tại Tiêu Hà, có được ắt có mất. Trong đan điền bọn họ, bởi vì có tiên thiên nguyên hạch này làm cho bọn họ làm nhiều ăn ít, cho nên chỉ có thể tu luyện công pháp sẵn có trong tộc. Cho dù là vượt trội, cũng chỉ bất quá là trên nền móng đối với công pháp làm ra một chút thay đổi mà thôi. Cái này giống như là độ cao của một con ếch định nhảy về phía trước. Thời gian lâu, tự nhiên như vậy mà hình thành thói quen. Lên đó, tự mình tạo ra cho mình một giới hạn, cực hạn để tu luyện. Đây là một loại hiện tượng giả tạo, khiến cho chính bọn họ tự tạo thành công xiềng cho chính mình. Thế cho nên rất nhiều thiên nhân cùng tu la nhân sau khi tu luyện đến mức độ nào đó, tu vi liền dừng lại, không tiến thêm được nữa. Và đối với lực lượng phong tỏa không gian đó thì càng là buồn cười. Tần Vũ cùng Hồng Quân sau khi kết thúc rõ từng chi tiết, rốt cục cũng đưa ra được kết luận. Điểm nối tiếp của không gian này với nhân giới, chỉ sợ ngay cả Đế Thích Thiên cũng có thể đột phá qua được, bởi vì hắn có được thiên đạo chi nhận. Có điều là vì sao từ trước đến nay không có người nào có thể đột phá qua được điểm nối tiếp đó đây? Ngược lại thì Hồng Quân lại từ trong kinh nghiệm của Thiên Mông tìm ra được con đường thông này, hơn nữa cùng Hướng Thiên Minh từ trong đó thuận lợi mà vượt qua. Đương nhiên không thể phủ nhận tu vi của Hồng Quân hiện giờ cũng không kém, so với Thiên Tôn còn mạnh hơn một bậc, nhưng so với Đế Thích Thiên vẫn còn có một khoảng cách. Dù sao thời gian tu luyện của hắn cùng với hiệu quả tính quyết định của thiên đạo chi nhận đó đều khiến cho hắn cùng với Đế Thích Thiên càng thêm chênh lệch. Đây cũng chính là kết quả cổ lỗ sĩ mà bọn họ khăng khăng giữ lấy từ cổ chí kim, tương truyền qua nhiều thời đại. Thủy quân ấy dùng hết lực lượng toàn thân có thể miễn cưỡng so với thiên đạo, đem tu la giới cùng thiên giới này ràng buộc, không ai có thể đột phá được ràng buộc của hắn để tiến vào không gian khác. Đây chính là nguyên nhân, là lý do. Hồng Quân tiếp nhận truyền thừa của Thiên Mông, tự nhiên cũng biết nhân vật thủy quân này cùng truyền thuyết tương truyền đời này qua đời khác, cho nên sau khi cùng Tần Vũ phân tích, hai người thu được một kết luận lạ thường. Nói cách khác, lực ràng buộc này quả thực cường đại vô cùng. Chính ngay cả Hồng Quân cũng cực kỳ gian nan, khốn khổ, gắng gượng lắm mới vượt qua được sự ràng buộc ấy từ nhân giới tới tu la giới. Thế nhưng cũng không phải nói rằng lực ràng buộc đó thì không có người nào có thể đột phá được. Tại trong truyền thừa của Hồng Quân, trí nhớ Thiên Mông lưu lại cũng xác nhận việc này. Nói cách khác, lực ràng buộc ấy từ từ suy yếu rồi biến mất. Theo thời gian trôi qua, chủ nhân có cái lực lượng kinh người đó sớm đã chết đi. Cố lực lượng này liền trở thành lực lượng vô danh, tuyệt nhiên không cách nào từ ngoại giới bổ sung vào được. Bởi vì nó chỉ là lực lượng ký gửi, duy trì sự ổn định và cân bằng giữa thiên giới và tu la giới cùng các giới khác. Thế nhưng chỉ có lực ký gửi, không có lực lượng bổ sung, cho dù là rất cường đại cũng chỉ có thể nhất định vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ hoàn toàn tiêu tán. Trăm triệu năm trôi qua, lực lượng này đã bị suy yếu đi rất nhiều. Thế cho nên ngay cả Hồng Quân cùng Hướng Thiên Minh đều có thể vượt qua được. Mà cường giả của tu la giới và thiên giới từ trước đến nay vẫn luôn tuân thủ chỉ thị của tổ tiên. Lực ràng buộc đó là tuyệt đối không thể động chạm đến, cũng không dám vượt qua nó. Đây cũng là lý do vì sao trải qua rất nhiều năm như vậy mà không một ai dám thử nghiệm vượt qua khoảng không gian thông đạo đó. Đây chính là mỗi một thiên nhân và tu la nhân tự tạo cho chính mình một tinh thần ràng buộc cường đại. Mà ngay cả tu luyện cũng là như thế. Tần Vũ lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Tát Hải.
Có lẽ trong không gian này cũng chỉ có vị cường giả chiến cánh này mới xứng đáng để mình xem trọng. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn có can đảm phá bỏ quy định cổ xưa, có can đảm khiêu chiến với mình. Sắc mặt của Tát Hải rất khó nhìn, phi thường khó coi. Nhưng cao thủ Tu La tộc tại đây không có một khuôn mặt nào dễ nhìn. Bảy người Hàn Sinh gương mặt càng xấu xí hơn, mở miệng muốn bác lại cũng không thể nào chen lời được. Bởi vậy Tần Vũ nói những câu rất thực tế, rất có đạo lý. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác đánh trúng vào nhược điểm của bọn họ. Tần huynh phi phàm, Tát Hải bội phục. Trầm mặc hồi lâu, Tát Hải sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, trong đôi mắt lộ ra một vẻ hứng thú chân thành, nhìn Tần Vũ nhẹ giọng nói: "Không ngờ Tát Hải ta truy tìm lý tưởng trăm triệu năm, bị người đời cười nhạo đủ trăm triệu năm, đến lúc này lại gặp được tri kỷ như Tần huynh đây, chính gọi là người biết ta, Tần Vũ. Những năm gần đây, ta luôn suy nghĩ, thầm hỏi vì sao công pháp tổ tông chúng ta lưu lại nhất định cần phải tu luyện đây. Chẳng lẽ nói công pháp của tổ tông truyền lại thì nhất định là con đường chính xác nhất để truy tìm thiên đạo sao? Ta không tin." Trên mặt Tát Hải lộ ra ánh mắt tự tin, trong mắt lóe ra quang mang sáng rực, lớn tiếng nói: "Ta không tin công pháp bọn họ lưu lại đây là công pháp duy nhất để truy tìm thiên đạo. Nếu không, những năm gần đây vì sao chưa từng có người nào có thể thành tựu thiên đạo đây? Cho dù các lão tổ tông cũng không có người nào thành tựu thiên đạo, cuối cùng vẫn là cùng thủy quân cùng nhau diệt vong. Đế Thích Thiên chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng năng lực của thiên đạo chi nhận, nắm giữ lực thiên phạt mà thôi. Cho nên ta từ khoảnh khắc khởi đầu đã phát thệ phải sáng lập công pháp thuộc về chính mình, bởi vì ta biết đây là số mệnh của ta, con đường đi của ta." Đám người Tần Vũ thật ra chẳng biết bộ phận thiên đạo chi nhận đó của Đế Thích Thiên có được chính là năng lực nắm giữ lấy lực thiên phạt. Lần trước cùng Đế Thích Thiên đại chiến cũng không thấy hắn đem ra sử dụng. Nghĩ tới đây, Tần Vũ trong lòng chấn động. Thì ra Đế Thích Thiên trong lúc cùng mình đánh nhau cũng không có sử dụng toàn lực, lực lượng của thiên đạo chi nhận hắn vốn không có thực sự phát huy ra. Nếu như thế, khả năng Đế Thích Thiên bị thương tổn sẽ không quá lớn. Chẳng lẽ là... Trong lòng Tần Vũ cảm thấy có hơi chút phát lạnh. Tâm cơ của Đế Thích Thiên thật là đáng sợ. Có lẽ ngay từ đầu hắn đang nghĩ tới không muốn cùng mình phân ra cao thấp, chỉ bất quá là lợi dụng lực lượng của chính mình cùng kết hợp với lực lượng của hắn chỉ để hủy diệt đại trận hộ thành của Tu La Thành kia mà thôi. Trong đó khẳng định có suy nghĩ muốn thăm dò bên trong con người của Tần Vũ. Dù sao hôm nay hoàn toàn lĩnh ngộ được tự nhiên chi đạo, Tần Vũ gần như tìm ra ngưỡng cửa của thiên đạo. Hơn nữa bản thân tinh thần quyết đã tiếp nối được với dòng xoáy của lục đạo luân hồi. Cho dù là Đế Thích Thiên dùng toàn lực ứng phó, muốn thắng được Tần Vũ e rằng cũng rất gian nan. Tần Vũ vừa suy nghĩ về tình cảnh lúc Đế Thích Thiên cùng chính mình chiến đấu, vừa nghe lời nói của Tát Hải, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Mà ta hôm nay cũng đã sáng tạo ra không gian của mình, tuy rằng trong đó không có bất cứ dấu hiệu tính mạng nào tồn tại, nhưng theo ta nghĩ, chỉ cần ta kiên trì tu luyện không ngừng thêm nữa, sau này nhất định có thể thành tựu thiên đạo." Tâm tình của đám người Hàn Sinh rất phức tạp. Tát Hải tại trong Tu La giới sợ rằng đã là cao thủ thâm niên kiều kiệu nhất, trừ phi những cao thủ trước kia đã cùng thủy quân đồng quy vu tận một lần nữa sống lại, hoặc là các lão gia hỏa này thời đại ấy may mắn còn sót lại đến nay. Nếu không, trong Tu La giới hiện nay cũng khó mà tìm ra được một người có thể có thâm niên sánh với được Tát Hải. Đến tận lúc này, Hàn Sinh cùng đám người Hắc Thiên mới hiểu được nguyên nhân tới nay Tát Hải không hề tu luyện công pháp của Tu La tộc, tình nguyện buông bỏ không tranh giành làm hoàng giả của Tu La tộc, chỉ muốn tự mình sáng lập công pháp, tu luyện công quyết của chính mình. Mặc dù trong đó có một phần do con người Tát Hải tâm cao khí ngạo, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ dựa vào ý niệm không phục tùng trong đầu cùng lòng can đảm của hắn, dám nghi ngờ tư tưởng của tiền nhân cũng rất xứng đáng để bọn họ kính trọng. Nói đến đây, lúc này đã không có lý do để tiếp tục chiến đấu nữa. Trong lòng Tát Hải đối với thiên đạo chi nhận của Huống Thiên Minh thèm thuồng vô cùng, nhưng là Tần Vũ nói một hồi cũng bị ông dẫn tới làm chi kỷ. Quan trọng hơn chính là nhân vật có được kiến thức như thế có thể là người bình thường được sao? Tát Hải ngẩng đầu nhìn Tần Vũ khẽ cười nói: "Tần huynh không phải người của Tu La tộc ta sao? Vậy Tát Hải xin hỏi một câu, Tần huynh đến Tu La giới ta rốt cục là vì cái gì đây? Ta nghĩ rằng huynh đối với chí bảo thiên đạo chi nhận của thánh địa Tu La tộc không có dòm ngó nó chứ?" Tần Vũ gật gật đầu cười đáp: "Tát Hải huynh cũng là đoán đúng rồi. Tần mỗ từ thiên giới vượt qua thiên khanh, hao công phí sức khổ cực đi tới Tu La giới, đơn giản chính là vì Tu La tộc chí bảo kia.
Lúc trước bị Thiên Mông kiên cường chia làm 3 bộ phận, một trong số đó đúng là bộ phận Thiên Đạo chi nhận. Không nói gạt huynh, tu vi của Tần Mỗ hôm nay đã đạt tới bình cảnh, lần nữa tiến một bước đó là cánh cửa của Thiên Đạo. Chỉ là muốn bước vào cửa Thiên Đạo, không chỉ cần yếu tố phải có cố gắng, mà còn phải gặp kỳ ngộ cùng vận khí. Mà Tần Mỗ cũng không thiếu cố gắng, cho nên mục đích của chuyến đi này chính là Tu La Tộc chí bảo ấy. Thiên Đạo chi nhận, Tần Mỗ cũng muốn từ trong đó nhận được sự dẫn dắt để tìm được một con đường Thiên Đạo thuộc về chính mình. Tát Hải cười hăng hắc, trên mặt lộ ra thần sắc như nhau, cảm xúc nói: Thiên Đạo huyền ảo, như có như không, không giống như chúng ta tu luyện. Thường ngày tu luyện tuy rằng muốn tu luyện cảnh giới tâm tình, nhưng dù sao tồn tại cũng có thể cảm nhận được, nhưng còn Thiên Đạo thì sao? Đó dứt khoát nhìn không tới, sờ không được, càng là sự tồn tại không cách nào cảm nhận. Có thể thông qua Thiên Đạo chi nhận kia nghiên cứu lĩnh ngộ một phen, tất nhiên là đối với chúng ta có rất nhiều lợi ích. Cho dù không cách nào từ trong đó nhận được sự dẫn dắt, cũng có thể làm cho tu vi chúng ta tinh tiến thêm một tầng. Chỉ có điều Tần huynh thân thuộc về Thiên Nhân nhất tộc, Tu La tộc ta từ khi Thiên Bông cùng Đế Thích Thiên tách rời ra, thì từ đó cùng Thiên Nhân tộc thế không đội trời chung. Hôm nay Tần huynh tới đây, quả thực khiến trong lòng Tát Hải ta rất mâu thuẫn. Không bằng như vậy, Tần huynh lập tức dẫn thủ hạ rời khỏi Tu La giới. Tát Hải cam đoan các ngươi trên đường an toàn về thẳng đến thiên giới. Mà Tát Hải ta nếu như có thể nhận lấy được Thiên Đạo chi nhận đó, chắc chắn sẽ mau chóng tới thiên giới cùng Tần huynh chung nhau chia sẻ bí mật trong chí bảo đó, như thế nào? Tần Vũ cười rất dứt khoát cự tuyệt nói: Hảo ý của Tát huynh Tần Mỗ tâm lĩnh, chỉ là Tần Mỗ đi tới Tu La giới còn có một mục đích khác, đó là tiện thể tìm kiếm mấy vị thân nhân thất lạc. Hôm nay đã tìm được một vị rồi, nhưng còn có rất nhiều thân nhân vẫn chưa tìm được, cho nên Tần Mỗ vẫn còn muốn dừng lại tại đây, tại Tu La giới một đoạn thời gian, mong rằng được Tát huynh châm trước bao dung hơn nhiều mới phải. Tát Hải mắt hơi nheo lại, một đạo tinh quang chiếu thẳng vào trên mặt Tần Vũ. Kim quang trong mắt Tần Vũ lóe ra, ngược lại cũng không yếu thế chút nào, nhìn chằm chằm vào Tát Hải. Ánh mắt của hai người gặp nhau tại giữa không trung, từng tia lửa xẹt ra, quả là kinh khủng. Chỗ tia mắt giao nhau đó, vậy mà ngay cả không gian đều sinh ra chấn động kịch liệt, có thể thấy được cảnh giới tu vi của hai người đã cao thâm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tát Hải hừ lạnh một tiếng, không gian chung quanh thân thể Tần Vũ tức thì vỡ tan ra, từng đạo quang mang đen sẫm từ giữa không trung lóe lên, giống như là quái vật lộ ra răng nanh dữ tợn, chỉ muốn đối phó với Tần Vũ như Huống Thiên Minh vừa rồi đột ngột đem ông giam vào trong không gian của Tát Hải. Có điều là Tần Vũ đâu phải là Huống Thiên Minh, ở kiếp trước tinh thần quyết tiếp nối với không gian cứng hồ, cuối cùng phát triển thành Tần Bông không gian. Có thể nói đối với lĩnh ngộ về không gian, Tần Vũ tại thiên giới và Tu La giới dám chắc nói đứng thứ hai, tuyệt đối không có người nào dám nói thứ nhất. Chẳng qua đến hôm nay Tần Vũ cũng không có hiển lộ ra năng lực trên phương diện này, người của thiên giới và Tu La giới cũng không biết mà thôi. Cũng chính vì thế Tát Hải mới có thể nghĩ đến dùng không gian của mình để ám toán ông. Mắt thấy một đạo hắc quang mãnh liệt cực kỳ trong nháy mắt nuốt mất Tần Vũ, trên mặt Tát Hải lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù chi kỷ Tần Vũ này có thể sánh ngang với hắn, nhưng đối với Tát Hải, loại cường giả sống trăm triệu năm thời gian này, chi kỷ lại có thể đại biểu cái gì đây? Cảm ngộ của nhân sinh, Tát Hải sớm đã nhìn thấu cực kỳ thông suốt. Nếu như có thể có lợi cho chính mình, cho dù là chi kỷ cũng không thể làm gì khác hơn là dùng đến sự tàn sát. Hồng Quân sắc mặt bình tĩnh nhìn vị trí chỗ Tần Vũ đứng, nơi đây lúc này đã là một mảnh hắc quang lượn lờ, ngay cả thần thức của hắn cũng không cách nào đột phá trở ngại do công pháp đặc thù của Tát Hải tạo thành để dò xét đến tình hình của Tần Vũ hiện giờ. Huống Thiên Minh, Tần Vũ đã bị ta vây khốn, ngươi rốt cuộc giao ra Thiên Đạo chi nhận cho ta hay không? Nếu như không giao, ngươi sẽ cùng một kết quả như Tần Vũ vậy. Tin rằng ngươi cũng vừa cảm nhận được cái hương vị u ám thê lương trong không gian của ta rồi chứ? Nói cho ngươi biết, đây là không gian do ta sáng tạo ra, ở trong đó ta là thiên, không cái gì không thể làm được. Huống Thiên Minh khịt khịt mũi, cười lạnh một tiếng châm biếm nói: Nếu như nói đến không gian, ngươi quả thật chân chính đúng là học giả sơ đẳng từ đầu đến đuôi, há có thể so sánh cùng Tần Bá Phụ? Chỉ bằng cái không gian rách nát mục rữa ấy của ngươi, còn muốn đem Tần Bá Phụ giam lại sao? Ta là người đầu tiên không tin. Lãnh Diễm Phỉ ở một bên gương mặt đẹp giá lạnh, lạnh lùng tán đồng nói: Thiên Minh nói không sai, ta cũng không tin Tần Bá Phụ có thể bị ngươi vây khốn.
Hay à, mới không bao lâu, nàng vậy mà đã theo Huống Thiên Minh cùng nhau xưng hô Tần bá phụ này nọ. Hồng Quân nghe được buồn cười, hì hì cười ra tiếng. Tình cảm của hai người này ấm áp tiến triển không khỏi quá nhanh sao? Hắn lúc này bật cười, không lo lắng gì, nhất thời khiến cho bầu không khí khẩn trương giữa mọi người tiêu tán đi rất nhiều, mà ngay cả hắn cũng không lo lắng gì. Huống Thiên Minh bọn họ làm sao phải lo lắng? Tần Vũ vốn đúng là cao thủ dùng không gian, cho dù ông bị Tất Hải vây khốn cũng chỉ là chuyện phá vỡ trong nháy mắt mà thôi. Mọi người đang nghĩ ngợi, Tất Hải một bên đắc ý cười lớn, đã sững sờ đứng lặng tại chỗ, há hốc mồm, giống như gặp quỷ, không thể tưởng tượng được nhìn Tần Vũ, nét mặt tươi cười chậm rãi từ trong cái khe không gian của hắn đi ra. Cũng trong lúc đó, từ giữa không trung nhìn xuống, trước mắt là một mảng hoang tàn không tả nổi. Phía trên bình nguyên, một tòa thành lớn dường như là chỗ cao nhất trên mặt đất. Sao? Chẳng lẽ đây chính là Tu La Thành mà cha vẫn thường tán dương sao? Như thế nào từng thành lại bị hủy diệt thế này? Đế Tuyết Phong vẻ mặt kinh ngạc đứng trước đại thành. Lúc này có thể thấy phần lớn binh tốt của Tu La tộc và dân trong thành đang khẩn trương tự tu bổ lại tổn hại. Chỉ là dường như tường thành đã biến thành bụi phấn. Những người này hiện tại không thể nói là tu bổ mà đang xây dựng lại. Đế Thiên Hồn cũng tò mò nhìn phía trước, xa xa phía Tu La Thành, một đội 20 binh tốt Tu La tộc phân thành từng nhóm hai người, mang theo vũ khí, rất đề phòng hướng bên này đi tới. Hai người nhìn nhau, đúng là tình trạng Tu La Thành như thế này có chút không thể giải thích được. Hiển nhiên là theo như những gì nhìn thấy được nơi này, chính là vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt của các siêu cấp cao thủ. Nếu không phải cha lúc trước vẫn tán thưởng hộ thành đại trận sẽ nhất định không bị nghiền thành phấn, thì hôm nay nhất định sẽ không thể hình dung được loại áp lực lúc trước của cha. Các ngươi là ai? Thiên nhân sao? Thiên nhân đến Tu La giới chúng ta làm cái gì? Tiểu đội trưởng cẩn thận kinh hãi đi tới trước mặt hai người. Năm đôi cánh của hắn không cách nào tra ra tu vi thực sự của hai người, cho nên lúc này lên tiếng ngữ khí vô cùng xúc phạm. Đế Thất Phong thất tiếu: Thiên nhân lại không thể đi tới Tu La giới được sao? Chúng ta tới đây cũng chỉ là cùng Tu La nhân các ngươi trao đổi một chút nguyên thạch mà thôi. Tu La thành trước nay vẫn nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, cho dù các ngươi lui tới hai giới nhưng cũng nên biết quy củ của Tu La giới chúng ta chứ. Tiểu đội trưởng hiển nhiên biết trong hai giới luôn có những người như vậy, đối với câu trả lời của Đế Tuyết Phong cũng không thể hiện kinh ngạc nhiều. Chỉ bất quá đế quân chí cao vô thượng của thiên giới Đế Thích Thiên vừa mới hủy diệt tường thành cũng như hộ thành đại trận của bọn họ, tiểu đội trưởng này tất nhiên là không thể có thái độ tốt đối với hai người. Chỉ thấy hắn cười không ra tiếng, sát khí thập phần nói: Huống chi Đế Thích Thiên của thiên nhân tộc các ngươi vừa mới hủy diệt hộ thành đại trận của Tu La thành chúng ta, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ có thể thuận lợi mà tiến vào Tu La thành chúng ta sao? Bắt bọn họ lại cho ta. Vừa nói tay hắn vừa vung lên, 20 binh tốt phía sau cùng hét lớn, trong nháy mắt vây quanh hai người. Quay lại trận chiến của Tần Vũ và Tát Hải, lúc bấy giờ Tần Vũ chậm rãi từ trong khe không gian xuất hiện. Tát Hải sắc mặt khó coi chí cực, hắn ngàn tính vạn toán cũng không có tính đến Tần Vũ đối với khống chế không gian lại có thể hiểu rõ như vậy. Tần Vũ trên mặt mang theo nụ cười, nhưng qua ánh mắt có thể thấy được trong con ngươi thâm thúy lúc này không có chút mỉm cười nào, chỉ có sát ý lạnh như băng. Một đạo khí thế vô hình từ trên người hắn tản ra, tràn ngập tử khí, làm cho người ta trong lúc đó liền tâm sinh sợ hãi. Chỉ thấy Tần Vũ lặng lặng ở nơi này nhàn nhạt nói: Không gian của ngươi hoàn toàn vô dụng với ta. Trong mắt Tát Hải hiện lên một ánh mắt không phục, lãnh thanh nói: Hữu dụng hay vô dụng thử qua mới biết được, vừa rồi chỉ là một thử thách nho nhỏ thôi. Nếu ngay cả điều đó ngươi cũng không thể thoát ra được, tất nhiên không có thể có tư cách cùng với ta tranh đấu. Chỉ là ngươi lại có thể dễ dàng phá trừ không gian ta bày ra, xem ra ta đã thực sự xem nhẹ ngươi rồi. Tần Vũ dường như không thèm để ý, chỉ cười cười, vẫn bình tĩnh như trước, ngữ khí khiến cho lòng người phát lạnh nói: Được rồi, nếu ta đã nếm thử mùi vị không gian của ngươi, vậy cũng nên cho ngươi nếm thử hỗn độn tinh thần lực của ta. Nói đến đoạn sau, thanh âm hắn càng làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy không gian trong phương viên 10 dặm dường như là đột nhiên bị giam hãm, trong nháy mắt đột nhiên xảy ra biến hóa thật lớn. Nguyên khí của thiên địa điên cuồng lưu động, nơi này tràn ngập khí tức bất an. Ngoại trừ hỗn độn nguyên khí, ngoài ra tất cả linh khí chỗ này đều đã không có cách nào bị người khác hấp thu. Tát Hải chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nhất thời tiến vào một không gian không cách nào hình dung. Nơi này đều tràn ngập cuồng bạo linh khí,
nếu tiến vào sâu bên trong càng có cảm giác khiến cho người ta muốn ngưng trệ. Hắn cũng không giật mình, càng không sợ hãi, dù sao ước ngàn năm không ngừng truy tìm người mạnh khiến tâm trí hắn đã được rèn luyện vô cùng kiên định, cơ hồ cũng không có ngoại vật nào có thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Hơn nữa bản thân hắn đã là một thân kiêu ngạo, nếu không cũng sẽ không hao phí công pháp tổ bối tu la giới truyền lại để tự mình sáng tạo ra một công pháp cho riêng mình. Cảm nhận được bốn phía áp bức, Tát Hải sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân lập vụ tại chỗ, cánh tay phải chậm rãi từ từ giơ cao. Một đạo quang mang màu xám từ trên tay hắn dần dần bùng phát. Hơn nữa khi quang mang đi tới phía nắm tay thì đột nhiên phát chói mắt hẳn. Tử Vân Vô Cực Toái Ngọc Quyền. Dưới tình huống quang mang đã bùng phát, đột nhiên một tiếng quát từ miệng Tát Hải truyền ra. Chỉ thấy trên nắm tay của hắn quang mang đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt biến thành một quang quyền. Trong quang quyền kia không ngừng lưu động những đoàn ánh sáng màu xám, trông không sặc sỡ nhưng lại rất quỷ dị. Trong nháy mắt không gian bốn phía bị phá vỡ. Cũng trong lúc đó, quay lại với Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn, quang mang vừa hiện lên, Đế Tuyết Phong ánh mắt lộ ra vẻ khinh khỉnh. Chỉ bằng vào chừng này quần công mà cũng nghĩ có thể bắt được mình, quả thực là vũ nhục tu vi của hắn. Khí thế vô cùng cường đại từ trên người hắn phóng ra. Trong số đám người kia, bất quá tu vi cao nhất cũng chỉ có 5 đôi cánh, cơ bản đều là binh lính tu la tộc 4 cánh, lại có thể nào làm khó được Đế Tuyết Phong đã đạt tới cảnh giới 7 cánh thượng cấp đây. 20 binh tốt tu la tộc, kể cả cái tiểu đội trưởng 5 cánh kia đã đặt câu hỏi với Đế Tuyết Phong, nét mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi, vũ khí trong tay đều rơi hết xuống đất, chính là không thể có sát ý đối với hai người. Khí thế của Đế Tuyết Phong đưa phương viên 5 dặm xung quanh bao phủ, binh tốt tu la trong thành phải vận khởi toàn bộ lực lượng điên cuồng chống cự lại khí thế như muốn nghiền nát cốt nhục kia. Trong lúc nhất thời, tất cả đều bị khí thế của Đế Tuyết Phong đã tiếp cận áo hoàng giai làm cho im lặng hẳn. Dường như thật lâu, vừa lại chỉ trong nháy mắt, một đạo ánh sáng ngọc từ trên trời xẹt qua, trực tiếp bay thẳng đến trước mặt Đế Tuyết Phong. Đôi cánh màu tím sau lưng phiến động không ngừng, chính là Tử Dực Thiên Vương, cảm giác được khí thế của Đế Tuyết Phong nên chạy tới nơi này. Tử Dực, các ngươi đều tới rồi sao? Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn tất nhiên là biết Đế Thích Thiên đã gọi bắt Đại Thiên Vương của thiên giới đến. Vốn dĩ vẫn tưởng bọn họ vẫn đang trên đường, thế nhưng không có nghĩ đến những người này lại đã tới trước phụ cận của Tu La Thành. Tử Dực hành lễ cung kính đối với Thiên Hồn nói: thuộc hạ tham kiến Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử. Đế Quân đã ở phía trước, xin mời hai vị Vương Tử theo Tử Dực. Hai người đồng thời gật đầu, thân ảnh Tử Dực lóe lên, nhất thời hóa thành đạo quang ảnh, đã xuất hiện ở ngoài bầu trời cách đó 10 trượng. Đế Tuyết Phong thu hồi khí thế, cũng không định gây khó khăn cho đám binh tốt các cửa này. Dù sao bọn họ tất nhiên là đang hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới ngăn cản Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn tới nơi đây. Hơn nữa, cùng với tộc nhân tu la tộc, tu vi thấp kém như vậy so đo, chẳng phải là mất hết phong độ hay sao? Đang muốn cùng Đế Thiên Hồn bay lên trời, thì lại thấy trong mắt hắn hiện lên một đạo sát ý lạnh như băng. Một đạo quang mang từ trong tay hắn phát ra, ngoại trừ tiểu đội trưởng tu la tộc vừa rồi mới chất vấn hai người, khó khăn lắm mới có thể gắng gượng. Ngoài ra, 20 binh tốt đã bị Đế Thiên Hồn phát ra quang mang, trong nháy mắt đánh tan thành khói, tan vào trong gió rồi biến mất. Lông mày có chút nhíu lên, Đế Tuyết Phong cũng không có trách Đế Thiên Hồn, nhưng cũng bất mãn nói thầm: giết bọn họ có tác dụng gì đây? Tiểu tử khác cửa kia đối với chúng ta không có gì nguy hiểm cả. Đế Thiên Hồn lắc lắc đầu, thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện bên ngoài 10 trượng phía sau Tử Dực. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.